Một tên trùm xã hội đen đang ngồi trên máy bay, vết thương do từng bị đạn bắn vào ngực khiến anh ta đau đớn. Chính vào lúc này, một cô gái xinh đẹp được tiếp viên sắp xếp ngồi đối diện anh ấy. Đàn em ngồi gần đó muốn ngăn cản, nhưng bị anh ta chỉ tay cắt ngang, bởi vì anh thấy được bàn tay đang rất run rẩy của cô gái. Cô gái vừa hít một hơi thật sâu, máy bay bắt đầu chao đảo dữ dội. Trong cơn vô thức, cô bấu mạnh vào tay người đàn ông, mặc dù cảm thấy rất đau, nhưng anh ta lại không nói lời nào, vẫn ấm áp nắm lấy tay cô gái. Đàn em nhìn thấy cũng không thể tin được, làm thế nào mà ông chủ có thể trở nên chu đáo như vậy. Cho đến khi máy bay ổn định, cô gái mới giật mình chú ý đến vết thương trên tay của đối phương, vội vàng lấy băng cá nhân Hello Kitty dán lên tay anh. Chỉ cần nhìn thấy miếng dán màu hồng này, người đàn ông cũng không thể lạnh lùng được nữa mà bật cười. Nhìn cô gái e thẹn ngại ngùng, khiến đôi mắt người đàn ông không thể nào rời đi. Nhưng cả hai chưa kịp làm quen, cô tiếp viên đã xuất hiện đưa cô gái đi mất. Khi máy bay hạ cánh thì cả hai cũng chia tay nhau, nhưng câu chuyện giữa họ chỉ mới bắt đầu. Một ngày nọ, David đến bệnh viện để kiểm tra vết thương trên ngực của mình. Cả hai một lần nữa gặp lại nhau ở lối đi. Trên tay anh vẫn còn dán miếng băng cá nhân của Jolie. Họ lập tức ngoái đầu lại nhìn nhau. Lần này David không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm nữa. Anh đi về phía cô gái và chủ động chào hỏi. Đối phương cũng nở một nụ cười ngọt ngào và ngại ngùng. Tình yêu giữa cả hai cũng từ đó bắt đầu. Tối hôm đó, cả hai cùng nhau dùng bữa với nhau. David không thể rời mắt khỏi Jolie xinh đẹp. Vẻ đẹp trai và phong cách nói chuyện của David cũng khiến cho trái tim của Jolie rung động. Chỉ là khi cô ấy hỏi anh về lý do đến đây và sẽ ở lại bao lâu, David lại không trả lời một cách trực tiếp. Nhìn thấy anh ấy lúc nào cũng có nét mặt hơi nghiêm túc, Jolie không ngại ngùng dùng tay kéo miệng của anh ấy, để anh ấy thử một lần cười lớn giống như mình. Cảnh này khiến em trai của David là Mike và các vệ sĩ rất ngạc nhiên, bởi vì bọn họ chưa ai dám làm điều đó với David. Nhưng anh lại không hề để bụng, thay vào đó anh nhìn Jolie một cách trìu mến. Đêm đó anh còn chủ động hôn cô, chỉ là anh không hề biết, đây cũng chính là nụ hôn đầu của cô ấy. Bọn họ cứ thế rơi vào biển tình. Tình yêu đến một cách mạnh mẽ và lãng mạn vô cùng, như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Đối với David mà nói, sự xuất hiện của Jolie không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau do những vết thương trên cơ thể anh ấy gây ra, nó còn giúp trái tim anh ấy lần đầu tiên được sống lại. Anh vô tư dạo phố trên đường với Jolie, bắt đầu yêu mảnh đất xa lạ này, làm quen với chính mình mà không cần bộ đồ màu đen. Còn Jolie cũng lần đầu tiên có được một người đàn ông yêu thương mình đến như thế. Tất cả những chuyện bình thường mỗi ngày đều vì có sự xuất hiện của đối phương mà trở nên lãng mạn hơn. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, hai người vẫn tay trong tay ngọt ngào và hạnh phúc. Bỗng một ngày nọ, Jolie đột nhiên phát hiện bản thân đã mang thai. Lúc cô ấy nói chuyện này với cô bạn thân, trùng hợp lại bị em trai của David là Mike nghe được. Anh ta nói với cô, David sắp trở về quê nhà xử lý một việc vô cùng quan trọng, để anh ấy không bị phân tâm. Mike hy vọng Jolie hãy tạm thời giữ bí mật chuyện này, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vì tính nghiêm trọng của sự việc nên Jolie đã đồng ý. Rất nhanh đã đến lúc cả hai phải chia tay. Jolie không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, nên cứ nghĩ cả hai sẽ sớm được đoàn tụ. Cô quyết định tặng anh một chiếc đồng hồ có hình của hai người họ. David lập tức đeo nó vào tay. Lần đầu tiên cả hai phải xa nhau, nước mắt Jolie không ngừng rơi xuống. Đúng lúc này David bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn cô. Jolie không chần chừ liền gật đồng ý. Không ai có thể yêu cô ấy nhiều hơn người đàn ông trước mặt. Cô ấy bật khóc vì hạnh phúc, ôm chặt lấy David nói với anh ấy, đợi khi anh ấy quay trở lại, bản thân sẽ nói cho anh ấy biết một điều bất ngờ. Đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm quyến luyến xa nhau, bọn họ không hề biết rằng, vốn dĩ lần chia ly ngắn ngủi này sẽ mang lại đau khổ cả đời. Hôm đó, Mike tìm Jolie nói với cô ấy rằng trước khi David rời đi, đã để lại cho cô ấy một bất ngờ lớn. Không nghĩ nhiều, Jolie đã vui vẻ lên xe của anh ta. Kết quả khi đến nơi lại là một khu nhà xưởng hẻo lánh. Nhìn thấy anh họ của David đang đợi bên trong, cô ấy ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc này người đàn ông cũng nói với cô ấy, câu chuyện cổ tích đã đến lúc phải kết thúc rồi. Họ sẽ cho cô ấy biết tất cả sự thật. Thì ra David sinh ra trong một gia đình băng đảng khét tiếng. Một năm trước họ đã bất hòa với một gia tộc băng đảng khác. Trong quá trình đàm phán bọn họ còn xảy ra xung đột dữ dội. David đã lạnh lùng bắn chết người đứng đầu của gia tộc đó. Còn bản thân anh ấy cũng bị bắn vào ngực. Đây là lý do anh ấy phải đến đây, vừa để dưỡng thương vừa để ẩn mình khỏi kẻ thù, gặp Jolie và yêu cô ấy. Điều mà đến bản thân anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cuộc xung đột khiến cả hai gia tộc đều kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua đàm phán lần này, họ quyết tâm sẽ dùng hôn nhân để chuyển thù thành thân. Chú rể không ai khác chính là David, người thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc. Chính vì thế, đứa con trong bụng của Jolie sẽ trở thành rào cản lớn nhất cho cuộc hôn nhân này. Lúc này Jolie mới nhận ra bản thân sắp gặp nguy hiểm. Cô bị ép nằm lên bàn mổ, nhìn thấy bác sĩ tiến đến gần mình. Nội tâm của Jolie cũng đang đấu tranh dữ dội. Đột nhiên cô ấy lấy hết can đảm, dùng chân đá thẳng vào tên bác sĩ. Sau đó nhân cơ hội lao ra khỏi cửa, Mike biết chuyện nhanh chóng đuổi theo. Jolie trong lúc hoảng loạn đã vô tình bị một chiếc xe tông trúng. Mike lập tức đưa cô đến bệnh viện nhờ bác sĩ cứu chữa. Jolie và đứa trẻ trong bụng may mắn không gặp vấn đề gì. Còn Mike thì sau chuyện này đã thay đổi suy nghĩ. Anh quyết định sẽ giúp đỡ cô gái tội nghiệp này. Khi anh họ gọi lại hỏi thăm tình hình,
Mike đã nói dối là đứa bé trong bụng của Jolie đã mất. Sau đó anh ta nhẹ nhàng nói chuyện với Jolie khi cô tỉnh lại, nói với cô ấy rằng chỉ có việc hai băng đảng kết thông gia với nhau mới có thể kết thúc mối thù đầy máu này. Nếu như Jolie cương quyết muốn ở bên David, nhất định sẽ khiến cho cả anh ấy và cô gặp nguy hiểm. Nếu cô thực sự yêu anh ấy, thì tốt nhất là nên rời xa anh ấy. Sau khi nghe lời khuyên của Mike, vì đứa bé trong bụng và vì David, Jolie đành kìm nén đau khổ và hứa từ nay sẽ không bao giờ gặp lại David. Trong khi đó, David thể hiện sự bất mãn với hôn nhân mà gia tộc sắp xếp, nhưng gia tộc đối phương đã thể hiện rõ ràng, nếu như không thể dùng hôn nhân để thể hiện thành ý, vậy thì cuộc chiến giữa hai bên sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng lúc này trong lòng David chỉ có thể nghĩ đến Jolie, ngay cả khi phải đối diện với tất cả những lời chỉ trích của mọi người, anh ấy vẫn tức giận bỏ đi. David nhanh chóng chạy đi tìm Jolie, nhưng lại phát hiện cô ấy không còn ở trong nhà nữa. Từ miệng của em trai biết được tin Jolie đã rời đi, David tức giận điên cuồng chạy đi tìm Jolie, trong khi lúc đó cô ấy đang ở nhà của cô bạn thân. Nghe xong câu chuyện mà Jolie đang gặp phải, cô bạn càng xem David như một tên điểu cáng lừa dối tình cảm. Một lúc sau David cũng đã xuất hiện trước cửa, cô bạn thân đã đưa Jolie vào phòng và khóa cửa lại, sau đó chặn cửa không cho David vào bên trong. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, David nhìn thấy Jolie đang theo dõi anh qua cửa sổ. Anh ấy muốn lao đến để có thể giải thích rõ ràng với cô, nhưng bạn của Jolie đã ngăn anh ấy lại bằng mọi cách, vô tình khiến khẩu súng của David rơi xuống trong lúc giằng co. Đúng lúc xe tuần tra cảnh sát bất ngờ đi ngang qua, David vì thế mà bị bắt vì tội tàng trữ trái phép vũ khí. Mặc dù bị khống chế đẩy mạnh xuống đất, nhưng ánh mắt anh luôn chỉ nhìn thẳng một hướng về phía Jolie. Qua cửa sổ kính, anh ấy không thể nghe thấy những gì cô đang nói, chỉ thấy cô ấy vừa khóc vừa đập vào kính. Kết quả là David đã bị trục xuất về nước. Sau khi trở về với gia đình, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận số phận đã an bài, kết hôn với Luna từ gia đình đối thủ, nhưng điều đó không thể ngăn anh nhớ Jolie. Thấy người chồng đứng ngoài ban công nhìn về phía xa xăm, Luna cũng hiểu được một phần nào đó, trong lòng của đối phương vốn dĩ không có mình. David cũng nói với cô sự thật đáng lòng, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là một cuộc giao dịch, anh sẽ không bao giờ coi cô như vợ thật của mình, và sẽ càng không bao giờ có tình cảm với cô. Ở một diễn biến khác, Jolie cũng khởi hành về lại quê nhà của mình. Bây giờ bố cô là chỗ dựa duy nhất của cô, nhưng cho đến khi cha cô biết được việc cô chưa kết hôn mà đã có thai, ông đã vô cùng tức giận, bởi vì ở nơi còn bảo thủ này, việc như vậy là rất xấu hổ và không thể chấp nhận được. Đối với người bố hiện tại mà nói, hành động của Jolie thật ô nhục đối với gia đình, nhưng trong lòng của Jolie đứa trẻ là vô tội, nó là sự tiếp nối và minh chứng cho tình yêu của cô và David, cho dù như thế nào cô cũng không thể từ bỏ sinh linh bé nhỏ này. Gái chưa chồng có bầu về quê, bố không cảm thông, cộng thêm những lời nói dị nghị của hàng xóm xung quanh, mà bụng thì ngày càng lớn, làm cho cuộc sống của Jolie trở nên khó khăn hơn. Cho dù như thế nhưng Jolie vẫn cố gắng kiếm tiền, cố gắng vui vẻ và tươi cười mỗi ngày, tâm sự với cô bạn thân ở xa mỗi khi rảnh rỗi. Một ngày nọ khi trời đang mưa rất to, người bố đến trước mộ của vợ oán trách, ông vẫn không thể chấp nhận con gái và đứa cháu trai không bố này. Lúc đó Jolie đến trước mặt bố, vì cô vẫn muốn cầu xin bố chấp nhận bản thân. Không ngờ người bố cố chấp lại nổi cơn thịnh nộ, tay cầm một cục đá to muốn ném vào con gái. Đột nhiên Jolie cảm thấy đau nhói ở bụng, hóa ra em bé sắp chào đời rồi. Giây phút đó người bố già cuối cùng cũng đã động lòng. Tình yêu vốn có của người bố đã khiến ông từ bỏ mọi định kiến. Cơn mưa vừa tan cũng là lúc đứa bé chào đời. Ở một góc khác của thế giới, Luna không còn chịu được sự thờ ơ lạnh nhạt của David. Cô ấy ngày càng trở nên kích động, chỉ có cách liên tục chống đối lại David mới có thể khiến đối phương chú ý đến sự tồn tại của cô. Một ngày nọ, đàn em của David đã giúp anh tìm được tung tích của Jolie. Anh ngay lập tức tìm đến quê nhà của cô ấy. Jolie giật mình khi nhìn thấy David trước mặt mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô đau khổ nói với anh ấy bản thân đã có chồng. Hơn nữa họ cũng đã có con. Chính vì điều đó đã khiến ngọn lửa trong mắt David bị dập tắt. Anh ấy thất vọng quay người rời đi. Từ ngày hôm đó, David như một cái xác không hồn chẳng bao giờ cười nữa. Ngay cả khi những người xung quanh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, anh ấy vẫn dửng dưng ngồi một góc. Còn Luna cũng ngầm đọc được suy nghĩ của chồng, để khiêu khích anh ấy. Cô không ngần ngại ném chiếc đồng hồ mà Jolie tặng xuống đất, sau đó còn thẳng chân dẫm mạnh lên nó. Điều này khiến cuộc sống của David càng giống xác sống hơn. Thỉnh thoảng anh ấy nghĩ về những kỷ niệm từng có với Jolie. Chỉ có như thế mới khiến anh ấy tạm thời quên đi đau khổ. Thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất. Thoáng chốc 10 năm đã trôi qua, Jolie của hôm nay không còn là thiếu nữ nhút nhát ngày nào. Cô ấy trông sang trọng và xinh đẹp hơn. Đứa con của cô giờ đây cũng đã khôn lớn. Vào một hôm David gặp lại Jolie trong thang máy. Đột nhiên anh nghe cô ấy gọi tên đứa trẻ. Nó đã gợi cho anh nhớ về sự ngạc nhiên mà Jolie đã nói khi chia tay lúc trước. David lúc này mới nhận ra, đứa trẻ trước mắt không ai khác chính là con của mình. Chỉ là nhìn thấy Jolie đang vui vẻ với một chàng trai khác, lại có thêm Luna đang đứng bên cạnh. David lúc đó không dám hành động gì thêm, cho đến khi anh điều tra ra được Jolie chưa bao giờ kết hôn. Người đàn ông đi bên cạnh cô ấy cũng chỉ là một người bạn. Cuối cùng anh cũng trực tiếp đối mặt với Jolie để hỏi rõ mọi chuyện, xác nhận được rằng dự đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Xa cách hơn 10 năm, cả hai nghẹn ngào ôm nhau trong nước mắt. David cũng biết được hết những chuyện mà Jolie gặp phải.
anh ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi với cô, anh quyết định sẽ không bỏ rơi cô thêm lần nào nữa. Những ngày sau đó, như để bù đắp quá khứ, gia đình ba người đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, để duy trì được những khoảnh khắc này lâu hơn, cùng với đó là sự an toàn của Julie và con trai, anh ấy biết được rằng mình phải tự mình giải quyết xong mọi chuyện. Gia đình của David đã biết về sự tồn tại của Julie và con trai, hơn nữa, Luna cũng rất nhanh đã biết được chuyện này, cô ấy không thể chấp nhận việc David sẽ rời bỏ mình. Hai anh em cô ấy nảy ra một âm mưu khiến David phải tự nguyện trở về. Họ bắt Mike làm con tin, ai cũng biết rằng trận chiến sắp xảy ra. Trước một ngày là cuộc chia tay bất đắc dĩ của David và Julie, anh ấy dịu dàng dỗ con ngủ rồi sau đó nhanh chóng lái xe về nhà. Vừa bước vào đã nhìn thấy Mike thương tích đầy người. David tiến vào trong để đàm phán với Luna để cô ấy tha cho em trai. Bản thân anh sẽ một mình ở lại. Tình yêu lúc nào cũng khiến con người trở nên khiêm nhường đến kỳ lạ. Luna vào lúc này lại quay sang cầu xin David, chỉ cần anh ấy đồng ý vẫn ở lại bên cô, vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận con của Julie. Nhưng David không nói một lời nào, từ từ tiến đến gần mũi súng của Luna. Anh trai nhìn thấy sự do dự của Luna cũng tức giận tiến đến. Đúng lúc này tiếng súng vang lên, hóa ra chính David đã tự mình giúp Luna bóp cò. Anh ấy biết rằng chỉ có cái chết của bản thân mới có thể đổi lại sự bình yên của hai gia tộc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để Julie và con trai bình an sống tiếp. Bộ phim như một lời nhắn nhủ với chúng ta rằng tình yêu đẹp vẫn luôn luôn tồn tại. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Bạch Tuyết ra thêm phim mới mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.